Minh Ngọc mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Cùng Con Trưởng Thành, được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thưa quý vị thân mến, khi mà thời đại công nghệ phát triển thì chắc chắn rằng trên tay chúng ta ít nhất sẽ có một chiếc điện thoại thông minh. Nhưng với con trẻ của mình, đặc biệt nhất là với quá trình học tập của con, thì đôi khi là sự kiểm soát của bố mẹ cũng dẫn đến việc để chúng ta quyết định là có nên mua cho con mình một chiếc điện thoại hay không, hay là độ tuổi nào của con em mình ở nhà phải cần có một chiếc điện thoại di động. Thì bây giờ trước khi đến với câu chuyện này, Minh Ngọc mời quý vị sẽ cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Con ngồi đợi ba cả tiếng đồng hồ rồi, ba mới tới rước con. Trời ơi con phải thông cảm cho ba chứ. Với lại con nghĩ con mà lần giờ này ba mới đưa con về mà, đúng không? Là đúng giờ thôi chứ. Thì mỗi bữa là đúng giờ. Nhưng mà hôm nay á, con được nghỉ sớm một tiết. Bạn bè con á, ai cũng có người tới rước hết trơn rồi. Con ngồi đợi ở sạch hành lang á, con đợi dài cổ luôn. Ba biết rồi, để lần sau ba rút kinh nghiệm. Ủa mà bây giờ giờ làm sao trời? Nếu mà lần sau mà con về sớm hơn sao ba? Ba biết được để đón con về. Thì đó, mấy bạn con á có cái điện thoại, chỉ cần lấy lên gọi một tiếng là ba mẹ tới rước rồi. À đúng rồi, thôi rồi, ba sẽ mua cho con cái điện thoại. Mua cái gì mà mua? Mua điện thoại. Ông hay quá ha. Con nít con nôi mà xài điện thoại cái gì? Trời ơi, người lớn rồi, con nít con nôi gì nữa trời? Lớn gì nữa? Nè, mẹ nói con nghe. Bây giờ con nghỉ tiết đi á, ở trong trường chơi cũng được vậy. Rồi lấy cái chuyện tranh cái gì ra đọc. Mày chờ ba. Có gì đâu mà cằn nhằn từ ở ngoài cửa vô luôn à. Không thì nè. Ở nhà đọc nó cũng vẫn vui hơn thì tự nhiên đi ra trường đọc. Nhưng mà ông có biết là mấy ngày nay nó kiếm chuyện với tôi về cái chuyện điện thoại không? Phải có cái... Cứ nói bóng nói gió hoài cái chuyện vụ điện thoại. Không phải, bà phải có cái điện thoại cho nó, giống như cái trường hợp bây giờ nè. Thôi đi ông im đi. Ông biết cái gì mà nói. Ông thấy không, bây giờ tới bây giờ nè, học lớp 12 rồi, chưa đeo mắt kiến. Giỏi không? Giỏi hơn khối đứa rồi. Trong lớp nó hả, coi như 2/3 là đeo kiến hết rồi. Bởi vì sao? Cho con ôm điện thoại sớm quá. Đứa nào cũng 2-3 độ hết, đâu có phải mắt sáng quắc như con mình đâu. Thấy không? Thấy cái lợi đầu tiên là không xài điện thoại, thấy mắt sáng quắc không? Đúng không? Rồi không xài điện thoại, không lên mạng để coi mấy cái thứ linh tinh tào lao gì đó ha. Rồi nhiều khi hả, dân mạng nó nói tùm lum ở trên đó đó, bắt đầu mình theo, mình hùa theo, mình cào phím ha. Cái xong bị chúng chửi. Thấy không? Thấy cái lợi thứ hai là không có điện thoại là đỡ ra chưa? Đỡ. Khỏi cần biết cái gì trên mạng hết ha. Nhưng mà dùng điện thoại á cũng có nhiều cái lợi lắm chứ. Lợi gì? Nè, con á sẽ xài điện thoại để con lên mạng, để con tìm hiểu những kiến thức sâu hơn. Đúng rồi, tìm hiểu được nhiều dạng bài để làm, để nâng cao kiến thức của mình lên. Đúng với rồi. Với lại á, cái lợi thứ hai á là mẹ thấy á, cô add con vô cái group để có cái gì á là cô sẽ thông báo liền. Thôi đi anh ơi, ngụy biện. Hồi xưa không có điện thoại, người ta vẫn học thành tài, bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Nói chung là hồi xưa không có điện thoại, chỉ có điện thoại bạc reng thôi ha. Mà ta học tới cái gì luôn. Còn bây giờ cứ đổ thừa vô là điện thoại, là công nghệ này kia kia nọ. Thôi ơi, ngụy biện hết. Mẹ nói không là không. Bây giờ vậy đi, không nói nhiều. Con học hết lớp 12, học xong đại học đi. Rồi lúc đó đi ra trường có việc làm rồi á, rồi tự mua điện thoại mà xài. Còn bây giờ muốn học cái gì lấy cái máy tính của mẹ, không thôi lấy cái máy tính của ba mà học, nghe chưa? Cái gì đó bà cũng nói, cũng cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Bây giờ bà nói là nè, nếu nó cầm cái điện thoại lên nó coi ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ trên điện thoại, đúng không? Thì mình hạn chế nó, không được tải những cái app đó về. Mình có những cái, bây giờ những cái điện thoại thông minh nó có những cái gọi là khắc chế được những cái trang web đen, những cái tầm bậy tầm bạ, không cho con mình có thể coi những cái đó. Nó có được cái chìa khóa đó, bà hiểu không? Thôi đi ông ơi, hay quá. Tôi thấy rồi nè, cha mẹ kìa, bữa hổm kìa tôi đi ăn cái tiệc đó, tôi thấy hả, người ta chỉ cần quăng cái điện thoại cho con người ta thôi, mới có 2-3 tuổi, trời ơi, tôi nói nằm coi khí thế luôn, mà người ta không cần biết tương lai nó sẽ ra sao. Cái đó đúng, nhỏ tuổi còn nhỏ, thấy không, là dưới cấp 2 không cần điện thoại, cái là đúng. Còn này con mình nó như là nó cấp 3 rồi, nó chuẩn bị thi vô đại học rồi, ít ra nó phải có cái đó để nó theo dõi chứ. Cái gì bà làm, như có những cái tụi nó thiện bà lỡ cái những cái này nè, bà muốn con mình học giỏi đúng không? Đúng không? Muốn con mình tiến xa hơn đúng không? Mà giờ nó không có cái đó, cái sau này cái tự nhiên mấy đứa kia nó có điện thoại, nó tiến xa, nó biết trước hết. Cái bà, cái con mình nó biết sao? Nó nói bà quê không? Bà quê không? Hơi quê thôi đúng không? Hơi quê một lần đúng không? Thì... mà sau này á, vô nữa là quê nữa, quê nhiều hơn nữa. Ngày lúc đó là mặt xệ xuống, mắc cỡ luôn á. Thì để tôi suy nghĩ đã. Thôi bây giờ con cứ lên học đi. Rồi cái chị mua điện thoại hay không mua điện thoại để ba với mẹ con tính sao, hiểu chưa? Dạ. Nha. Thôi đi lên rửa mặt rửa mày đi, rồi thay đồ đi, xuống mẹ dâng cơm ăn. Dạ. Ba, em để mẹ giúp con nha ba. Đang để cái gì? Đang đi. Tự nhiên làm đó là con hết hồn, tự nhiên tôi liệu theo.
nhớ nha, tính cho con đó nha. Tôi đang suy nghĩ. Còn cái chuyện tiền bạc mua cho con cái điện thoại á, trừ lương tôi cũng được. Cái này ông hứa nha. Trời, làm ba mà. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã vừa được theo dõi qua tình huống vừa rồi, và Minh Ngọc rất vui được gặp lại tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang, và xin được gửi lời chào đến khách mời của chương trình, anh Văn Hồng. Chào Minh Ngọc, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình và chào anh Hồng. Dạ vâng. Xin chào MC Minh Ngọc, xin chào tiến sĩ Linh Trang. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Anh Văn Hồng thân mến, em xin phép được bắt chuyện cùng với anh lúc này. Vâng. Thật ra là để có được một chiếc điện thoại di động lúc này, hay nói cách khác là phải sở hữu được một chiếc điện thoại thông minh ngay thời điểm công nghệ đang phát triển hiện nay, nếu mà ai đó chưa có ở độ tuổi của chúng ta thì mình hơi bị thiệt thòi một chút xíu. Nhưng mà với con trẻ ở nhà, đặc biệt là các bạn đang độ tuổi đi học, thì chắc chắn là cái sự cân nhắc của bố mẹ đôi khi nó cũng sẽ có rất nhiều những lý do khác nhau. Em xin phép được nghe câu chuyện của nhà mình được không ạ? Bản thân gia đình Hồng ấy thì ở nhà thì có một bé gái đang học cấp 3. Đấy, và thật sự là đầu tiên hai vợ chồng cũng rất là cân nhắc để chọn lựa cho con. Một là có, hai là không, cho con dùng điện thoại hay là laptop hay không. Đấy, bởi vì thực sự là bây giờ phụ huynh nào có lẽ là cũng trong một cái tâm trạng chung là cứ sợ những cái mà trang web này kia sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng sống cũng như là công việc học tập của con cái. Thế nhưng sau một quá trình hai vợ chồng suy nghĩ rồi là đi đến thống nhất là thôi chắc chắn là cũng phải sắm cho con một chiếc điện thoại thông minh, rồi sắm cho con cái laptop. Bởi vì thực sự là đúng vào thời điểm phải sắm cho con cái laptop thì đó là một cái thời điểm bất khả kháng khi mà dịch đấy. Đấy, thành ra là việc các con đi theo học thì không thể đến trường học tập trung được. Đấy, đành thành ra là phải 100% học online ở nhà. Thành ra là cái việc sắm cho con một cái laptop để con theo học thì điều đó là đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà để làm sao để mà yên tâm ấy, cái này thì hai vợ chồng cũng phải suy nghĩ rất là nhiều bản đi bản lại, rồi cũng tìm hiểu qua các cái kênh, rồi những hướng dẫn ở trên sách báo, thì hai vợ chồng đi đến một cái lộ trình để mà cho con cùng với ba mẹ, để làm sao đó khi mà sử dụng điện thoại cũng như sử dụng các thiết bị công nghệ số làm sao cho hiệu quả nhất và không bị ảnh hưởng. Đó là gia đình mình những cái lúc mà rảnh rỗi, những lúc ngày nghỉ đấy, thì là cả nhà sẽ vào xem chung một cái chương trình trong một cái trang web rất là bổ ích, ví dụ như về giáo dục hoặc là về một cái gì giải trí nên phù hợp với tuổi của các con. Đấy, và lúc đó thì vừa mình vừa có những cái phân tích định hướng cho con, và đồng thời là cũng lắng nghe những cái phản hồi của con từ trong những cái nội dung đó. Đấy, tiến sĩ ạ. Đấy, thành ra là, và cũng qua đó thì cảm thấy cái không khí gia đình, tình cảm gia đình nó thân thiết hơn. Nghe câu chuyện của nhà mình là thấy sử dụng phương tiện rất là hiệu quả. Có nên trang bị phương tiện cho con hay không? Đó là trong một cái điều kiện mình có khả năng. Có thì mình sẽ mua liền, còn không là mình không muốn mua. Nhưng mà ta quên rằng là trong thời điểm này vẫn còn có nhiều gia đình. Cái việc mà trang bị một cái phương tiện kỹ thuật, máy móc, thiết bị gì đó đó là cả một cái vấn đề với người ta. Mà hồi nãy chỗ anh Hồng có nhắc đến thời điểm chúng ta bị dịch Covid đó. Yeah. Thì sau đó tôi có đi thăm một số em học sinh ở các cái xã ngoại thành, cũng vẫn có những em là cô giáo đến hỏi là sao hôm nay con không có vô lớp học vậy, là tại vì học online đó. Con mới nói là dạ con không có máy để vô, vậy chứ máy bữa hổm mà con học mấy bữa đầu đâu. Dạ nhà con không có điện thoại thông minh, nhưng mà từ hôm học online thì mẹ con phải mua trả góp một cái điện thoại, nhưng mà đang trả góp thì mẹ con hết tiền, mẹ con đem điện thoại đó đi cầm trở lại rồi. Đó là mình nghe mình rất là thương, để mình thấy rằng là mình ở đây còn suy nghĩ là có nên mua hay không, người ta có muốn cũng không được. Dạ. Nhưng như vậy rõ ràng là cái việc sử dụng một cái phương tiện là cái nhu cầu thiết yếu đến một thời điểm nhất định nào đó. Nó là cái thứ nó giúp cho cái cuộc sống của mình nó thích ứng được với cái cuộc sống, nó làm được cái công việc của mình và chúng ta tương tác được với những cái mối quan hệ xã hội. Cho nên việc có tất nhiên là cần thiết rồi. Nhưng mà cái câu chuyện của anh Hồng thì cho chúng ta nhìn thấy rằng là sử dụng phương tiện như thế nào cho hiệu quả là cái mà phụ huynh cần phải hướng dẫn cho con. Thì không biết là còn các nhà khác thì mình như thế nào, đúng không? Cho nên là bây giờ để xem thử rằng là các bạn khán giả của chúng ta sẽ có chia sẻ gì khi mà được đề cập tới vấn đề này. Mời anh Hồng cũng như là cô Linh Trang sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
em nghĩ ba mẹ đã nghĩ sai gì ta, vì điện thoại có nhiều tài liệu học tập. Em nghĩ nó tùy thuộc vào tính tự giác của mỗi bạn. Có những bạn có thể kiềm chế được, vẫn biết học hành nhưng cũng có sử dụng điện thoại để tìm hiểu hoặc là tra cứu. Còn có những bạn chỉ lo dùng điện thoại, không có bị sao nhãng trong việc học tập. Em nghĩ nó cũng không đúng, tại vì còn tùy là cái bạn đó là bạn đó coi cái gì nữa. Tiếp tục câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay về cái việc nên hay mua một chiếc điện thoại di động hoặc là một cái thiết bị thông minh dành cho con em của chúng ta. Thì mình đã vừa lắng nghe cái phần đầu rồi, nhưng ở cái phần tiếp theo thì thật ra là với nhu cầu thực tế hiện nay á, thì các bạn cũng cần thiết được trang bị một cái phương tiện để giúp các bạn chúng ta học tập rồi trao đổi thông tin một cách nó thoải mái hơn. Tuy nhiên có nhiều bạn á, thì hơi kiểu là sánh ngoài một chút, nghĩa là bạn mình có thì mình cũng phải có. Dựa trên câu chuyện về khả năng của cô Linh Trang thì chắc chắn là nhiều bố mẹ cũng sẽ hơi bị lúng túng cho cái việc mà giải đáp những cái lần mà làm khó của con em mình. Nếu bé nhà mình đòi ba mẹ một chiếc điện thoại đắt tiền như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Về cái trường hợp của bé nhà mình ấy, thì thực sự là bé cũng biết được cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình cũng phải là khấm khá gì, nhưng mà ba mẹ cũng luôn luôn hướng đến cho con cái sự đầy đủ trong học tập, trong sinh hoạt. Nói chung là ba mẹ cũng phải rất là chắt chiu để mà làm sao để cho con những cái điều kiện cơ bản nhất trong sinh sống và đặc biệt là trong học tập trong thời điểm mà chúng ta đang dùng công nghệ số này. Do vậy cho nên là bé cũng rất là ý thức được, bé không đòi hỏi về cái sẽ là phải dùng những cái điện thoại đắt tiền hoặc là cái laptop đắt tiền. Con gái nhà mình là như vậy, chứ bé không có một cái ý đòi hỏi này kia. Con đấy. Gái nhà mình là con nhà người ta đấy. Không đua đòi đúng không ạ? Dạ vâng, được cái thế đúng, thật sự là cũng rất là may mắn. Còn về phía cô Linh Trang thì chắc chắn là cô Linh Trang cũng sẽ có một cái chia sẻ về cái sự gọi là lúng túng của bố mẹ khi mà lỡ con cái của mình có rơi vào ngay đúng cái tình huống mà Minh Ngọc vừa chia sẻ lúc nãy đúng không ạ? Anh Hồng vừa nói một câu là mình có cái may mắn là con mình nó không có đua đòi. Nhưng mà tôi nghĩ từ cái câu chuyện là sắm một cái điện thoại hay cái máy tính á, là nó liên quan đến cả một cái hành trình mà chúng ta đã đồng hành với con từ nhỏ trong việc dạy dỗ con về tính cách, về cái giá trị của đồ vật, để sức lao động như thế nào, và về cái phương tiện, quan điểm của mình về phương tiện nó là cái gì, nó phục vụ cho cái gì. Thì cả một cái hành trình đó cho đến một ngày con của mình nó sẽ có một cái sự lựa chọn phù hợp, chứ không phải chỉ là cái sự may mắn ở đây. Còn may mắn hay không, tất nhiên là cũng có nhiều phụ huynh họ cũng đồng hành, họ cũng dạy dỗ hỗ trợ. Tuy nhiên là đến khi con lớn thì con bước ra cái môi trường bên ngoài, con gặp nhiều cái đối tượng khác, rồi cái tiếp cận của con làm có thể là làm con thay đổi thôi. Chứ còn thực ra cái hành trình của chúng ta mà đã định hướng cho con đó, thì một cái từ mà hồi nãy là anh Hồng nói con rất là hiểu biết đó, thì tôi cho rằng là nó biết điều. Đứa nhỏ nhà mình mà nó biết điều thì mình sẽ rất là khỏe. Không phải chỉ đến thời điểm chúng ta cầm một thiết bị trên tay để mà cân nhắc đưa hay không đưa cho con, mà ở chỗ là chúng ta đồng hành với con một cái quãng đường để mà mình biết vào thời điểm nào là phù hợp nhất với con mình. Có thể phù hợp với con anh Hồng nhưng nó chưa phù hợp với con mình, hoặc ngược lại con mình có thể cần sớm hơn. Và đồng thời không chỉ đến thời điểm đó, mà tôi nghĩ là mình lớn hơn con là mình nhìn trước được cái tương lai. Và cái tương lai phía trước đó là cái sự học của con, cái công việc của con, nó cần những thứ gì thì chúng ta tất nhiên là phải trang bị cho con. Việc chúng ta bỏ ra sức lao động để chúng ta có được những thứ xứng đáng làm phương tiện cho mình tốt hơn thì chúng ta cũng cần nên có. Vậy hãy dạy cho con cái cách trang bị những phương tiện phù hợp nhất, và đặc biệt là cách sử dụng nó hiệu quả. Hy vọng là quý vị phụ huynh chúng ta có thể xem lại, có thể quan sát những người xung quanh để thấy tại sao gia đình người ta sắm thêm máy tính hay là điện thoại thì người ta càng vui vẻ hơn trong việc xem phim chung, nghe nhạc chung, làm bài tập chung. Thì gia đình mình mỗi người có tới 2-3 thiết bị nhưng mà không ai nói chuyện với ai, và chúng ta có những cái bất hòa xung đột với nhau chỉ vì những cái thiết bị, thì chúng ta phải chấm dứt những câu chuyện đó để kết nối lại bằng cái giao tiếp trực tiếp hàng ngày. Nghĩa là thông qua cái chia sẻ ngày hôm nay từ phía tiến sĩ Linh Trang cũng như là câu chuyện của anh Văn Hồng, thì quả thật là thiết bị thông minh dù có thế nào đi chăng nữa thì cái sự gắn kết bằng tình cảm trong gia đình chúng ta mới là cái câu chuyện đáng để chúng ta có thể là kéo dài nó nhiều hơn. Và điều quan trọng hơn nữa là cái câu chuyện mà chúng ta lựa chọn một cái thiết bị bây giờ nó không quan trọng bằng cái việc đồng hành cùng con cái của mình trên cái quãng đường mà con em mình trưởng thành, đúng không ạ? Cảm ơn một lần nữa sự có mặt ngày hôm nay của tiến sĩ Linh Trang cũng như là anh Văn Hồng. Và Minh Ngọc cũng không quên gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả dành cho chương trình Cùng Con Trưởng Thành. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.